Tôi biết. Tôi biết bạn đang chờ. Đang chờ tôi quay lại phải không? Cảm ơn rất nhiều. Điều này rất tốt. Điều này biến giấc mơ của bạn thành sự thật. Thế giấc mơ của bạn là gì? Bạn không muốn có bụng dưới. Bạn muốn nó thật phẳng thì bạn sẽ được. Và tôi muốn bạn giữ nguyên thế này trong 10 giây. 9 8 7 6. Đừng làm tổn thương lưng nha. 4 3. Tuyệt lắm, hãy thư giãn nha. Hãy để hai tay ra hai bên. Tốt lắm. Bạn thấy không? Đôi khi bạn sẽ khiến sức ép lên lưng. Làm thế nào để giải tỏa nó? Rất dễ thôi. Ôm cả hai gối thật chặt. Vài người không thể ôm thế này. Có thể bạn chỉ ở đây. Không sao cả. Nhưng cố kéo nó lại gần nhé. Và nếu bạn có thể ôm chặt lấy thế này. Rất tốt. Bạn ôm nó thế này. Và nhớ kiểm tra khi bạn ôm. Cầm hướng về phía ngực đó. Rất tốt. Thế chuyện gì xảy ra? Bạn đang kéo dài. Có vài người họ không biết. Vì thế cầm hướng lên. Bạn phải điều chỉnh thấy không? Tôi muốn bạn cúi xuống. Và bất cứ khi nào bạn tập tư thế, hãy kiểm tra xem xương sống mình thế nào. Và nhịp thở nữa nào. Đúng rồi. Và khi bạn thở, tôi muốn bạn kiểm tra. Đúng rồi, nơi bụng đó. Và cứ giữ nguyên thế. Dang hai tay ra cao bằng vai. Và chân cao lên 90 độ nha. Và điều bạn sẽ làm là hạ cả hai chân qua bên. Chậm chậm thôi. Tôi nói từ từ mà. Bạn đã làm gì? Bạn thả xuống nhanh quá. Tôi muốn bạn điều khiển cơ bắp của mình. Nào từ từ nâng lên. Rất tốt. Và hạ xuống bên kia nào. Bạn thấy không? Bạn tập xương sống mình. Và đôi khi vai bạn hở ra thế này. Không sao cả. Chỉ là vì vai quá cứng thôi. Không sao. Tập luyện sẽ giúp vai mở ra hơn. Và chân bạn cũng sẽ thả lỏng hơn. Và nhớ giữ hai chân bạn càng khép càng tốt. Bạn tập thế nào nào? Tốt. Nhấc chân cùng nhau. Từ từ thôi. Cô cảm thấy thế nào Mary? Tốt lắm. Từ từ sang bên này. Và điều gì bạn không được quên? Đó chính là việc hít thở. Mỗi khi bạn làm gì căng thẳng, bạn sẽ quên thở. Đừng nên nhịn thở. Khi bạn làm gì, hãy chú ý hơi thở. Vì thế bạn sẽ cực kỳ khỏe. Bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn là làm chúng thoát ra ngoài. Có được không? Và bất cứ khi nào bạn làm gì, hãy nhớ hít thở. Lần cuối nào. Hai chân khép lại. Bên kia. Rất tuyệt. Tốt lắm. Nào thả lỏng vai. Nhớ hít thở. Quan sát bụng. Quan sát xem nó nâng lên hạ xuống thế này. Có rất nhiều ở chỗ này. Nó sẽ giúp giải tỏa tất cả những căng thẳng ở những cơ quan nội tạng. Vì hơi thở giống như massage vậy. Nào, bây giờ từ từ nhấc lên. Rồi duỗi chân ra thật nhẹ nhàng. Hai chân hơi dang ra. Tốt lắm. Và nhớ hướng mũi chân ra hai bên. Luôn thế. Hít thở ba nhịp trước khi ta sang tư thế khác. Khi hít vào bạn làm gì? Hít vào bụng nâng lên và thở ra bụng hạ xuống. Hít vào bụng nâng lên và thở ra bụng hạ xuống. Thế này rất quan trọng. Trong yoga có đến 8 kỹ thuật thở chính. Nhưng tôi muốn bạn cứ tập thế này. Rất tác dụng đó. Tốt lắm, từ từ mở mắt ra. Và bây giờ, hãy nghiêng sang bên. Cứ xoay sang bên thế này. Cong gối. Và bạn ngồi dậy. Nào, nhìn về đây. Và bạn sẽ làm gì? Hãy quỳ lên tư thế kim cương. Ta đã nói gì về tư thế này? Tư thế kim cương rất tốt. Bạn hãy dành một vài phút trong ngày để tập nó. Nó rất tốt đấy. Sau khi làm việc, sau khi ăn,
ăn trưa hay ăn tối. Thường thì các bạn ăn khá nhiều và khiến nó có cảm giác khó chịu. Và khi bạn cảm thấy khó chịu trong người, nên ngồi ở tư thế này. Tôi đề nghị bạn ngồi thế này, hai tay đặt lên gối. Từ từ đung đưa người ra sau rồi ra trước. Thấy không, ra sau giống như đung đưa ấy. Và thế này sau khi bạn ăn, hãy ngồi xuống và đung đưa nhẹ nhàng. Nó sẽ giúp massage vùng bụng. Trong 2 phút, bạn sẽ nghe thấy tiếng rò rập. Thức ăn vừa được tiêu hóa. Tốt lắm, một lần nữa. Đung đưa từ trước ra sau. Ra trước, ra sau. Tuyệt vời. Bây giờ ta từ từ quỳ lên tứ chi. Hai chân hơi dang ra. Và ta sẽ tập thế con mèo. Nào, tôi muốn bạn giơ chân phải lên. Nhìn ra phía trước. Khi bạn làm như thế, sẽ khiến xương sống dài ra, làm chắc khỏe xương. Thực sự dương dài ra. Nào, hít vào, giơ chân phải lên. Và khi thở ra, chạm xuống sàn nhà. Chỉ vậy thôi, rất đơn giản. Khi hít vào, giơ lên. Khi bạn chuyển động, tôi muốn bạn cảm nhận xương hông. Và bạn hạ xuống. Hít vào, chân từ từ lên. Thở ra, hạ xuống. Tuyệt vời, bạn thấy không? Khiến xương sống dài ra. Hít vào, thật dài ra. Thở ra. Tuyệt lắm, hít vào. Và thở ra. Cô thấy thế nào? Hít vào, bạn thấy không? Bạn cảm nhận sức mạnh của xương chậu. Rồi thở ra. Bạn thấy không? Mỗi lần bạn sẽ cảm nhận xương hông mình mạnh hơn. Thở ra, hạ xuống. Hít vào, nâng lên. Thở ra. Tuyệt vời. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ xuống. Hai lần nữa nào. Hít vào và thở ra, hạ xuống.